cho xem siêu gần hai con chó con. Đó, để cho mọi người xem cái hai con chó con này, ngắm kỹ hai con chó con này. Ôi trời ơi, đàn ba con của Bruno với lại Sakuza bây giờ là đang còn có hai con cái đã ra đi, còn hai con đực. Hai con đực thì thời tiết mưa gió thất thường này thì con chó con nó bị mệt. Hai con này đang có một con bỏ ăn. Đó, nuôi chó con nó không đơn giản một tí nào cả. Đây, để cho xem siêu gần hai con chó con. Cái mùa này ở miền Bắc là cái mùa rất là khủng khiếp với chó con khi mà chưa tiêm phòng đủ. Nó có rất nhiều thứ để phát sinh. Đây, hai thằng này, cái thằng mà nhanh nhẹn hơn là thằng vẫn ăn bình thường này, còn cái thằng buồn buồn còn lại kia là thằng bỏ ăn đấy. Đó, thằng ở bên dưới là thằng bỏ ăn, thằng bên trên là thằng ăn bình thường. Nào, đè đầu cưỡi cổ nó thế hả? Cậy nó đang yếu người hả? Đè đầu cưỡi cổ nó. Mẹ đây. Bỏ ăn đấy, bụng hóp. Nhìn cái màu mảng của con chó là nó từ bé cái màu mảng nó đã vàng cháy rồi. Sao ông tướng đây, yêu cầu gì? Trèo ra hả? Ăn rồi còn gì nữa? Hả? Ăn rồi còn gì nữa? Đó, để cho mọi người xem cái hai con chó con này, ngắm kỹ hai con chó con này. Cái câu chuyện nuôi con chó con thì nó rất là phức tạp. Muốn là nhận cọc của mọi người để mà cho nó thuận lợi cái việc mà khi mà với những người mà chúng ta muốn mua chó nhưng mà chúng ta không theo dõi thường xuyên được ấy, thì đến khi có chó thì trại sẽ báo cho mọi người. Đấy là cái việc mà nhận cọc trước, là mục đích nó là như vậy. Và nó cũng chủ động cho trại ở trong cái việc nhân giống. Nhưng mà nó phát sinh một cái là khi mà cái con chó con ấy mà nó trong cái quá trình nó lớn lên ấy thì nó có rất nhiều thứ để nó phát sinh. Nhưng mà nó lại có một cái là khi nếu mà nhận cọc của mọi người thì các bạn chủ chó, các bạn mà đã cọc rồi thì các bạn lại rất là quan tâm đến cái tình hình sức khỏe của con chó con, của các đàn chó con. Thành ra là người này hỏi người kia hỏi thì rất là sốt ruột. Chính vì thế cho nên là sau cái đợt này ấy, thì trại sẽ không nhận cọc trước nữa. Không nhận cọc trước cho con nữa, cho đến khi nào mà cái con chó con nó đến một mức độ nào đấy thì lúc đấy là mới nhận cọc, chứ không nhận cọc trước nữa. Bởi vì nhận cọc trước thực sự mà nói là cũng để cho nó thuận lợi cả cho mọi người, cả cho trại thôi, nhưng mà nó phát sinh những cái là hỏi thăm quan tâm đến sức khỏe của con chó con nhưng nó rất là sốt ruột. Khi mà con chó con nó khỏe mạnh thì nó ok, là nó đã bận rồi. Bởi vì có rất nhiều chó, không phải lúc nào cũng quay được cho con.
cho con thì lúc nào rảnh hay là như thế nào đấy thì sẽ quay thôi. Nhưng mà mọi người hỏi nhiều thì nó sốt ruột. Và cái thứ hai nữa là trong cái lúc mà con chó con nó không may nó ốm nó bệnh thì hỏi như thế là như là cứa vào vết thương. Nó buồn khi mà cái con chó con nó đang ốm yếu mà mọi người cứ hỏi vào cái con chó con đấy là nó rất là sốt ruột. Thế cho nên là sau cái đợt này là trại sẽ không nhận cọc trước nữa. Không nhận cọc trước. Có mấy bạn hỏi là xin số tài khoản để cọc chó ấy, thì mình cũng bảo luôn rồi đấy là để chờ cái đợt tới. Có cho con ok rồi mình sẽ nhận cọc. Thì khi nào mà nhận cọc được thì là trại sẽ báo. Còn cái lúc nào mà con chó nó đẻ ra thì mọi người có ok mọi người cứ theo dõi thôi. Không nhận cọc để cho mọi người đỡ sốt ruột. Chứ mọi người mà cọc rồi là mọi người hay sốt bù ruột, mọi người hay hỏi nhiều lắm. Mà hỏi nhiều thì thực sự nó sốt ruột. Mà nó cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cả mà nó đâm ra nó sốt ruột. Đó. Còn cho con đấy nó chỉ thay đổi thời tiết một cái là có thể là có những cái con nó bỏ ăn ngay. Đây này, như ông này là ông đang bỏ ăn đấy. Ông này là ông đang bỏ ăn đây này. Còn một con thì con cái ở trong đàn này thì chia buồn với lại hai bạn mà chờ con cái. Là hai anh em chờ con cái nhưng mà con cái ở trong đàn này nó ra đi rồi. Ông cún con này khả năng là ông ấy bị cảm rồi, ông bị cảm rồi. Ông bị cảm rồi, ông bị cảm và ông ấy bỏ ăn rồi. Cũng không bị đi ngoài nhưng ông ấy vừa nôn rồi đây này. Đó, nhiều vấn đề phát sinh lắm. Cho nên là đấy mọi người thông cảm. Còn ai mà thích cho con của trại thì mọi người cứ theo dõi thôi. Lúc nào có cho con thì lúc đấy là mình sẽ báo, sẽ có video. Lúc nào bắt được thì lúc đấy sẽ có video. Đó. Cho con nó khỏe hay là nó yếu là nó nhanh lắm. Hôm nay khỏe mạnh bình thường vui vẻ, ngày mai nó ốm bỏ ăn luôn. Và nếu mà nó mắc một cái số bệnh thì nó chỉ vài ngày sau là nó đã ra đi rồi. Đây là mọi thứ là nó rất là mong manh. Ở cái mùa này nó hay bị cái E. coli cấp. Là bởi vì trời đang nóng mà bật quạt cho chúng nó. Mà nếu mà trời nó chuyển, nó hạ nhiệt độ, nó mưa ào một phát mà không trở tay kịp, không tắt quạt đi, mà nó phơi bụng nó ra, hay là hơi ẩm nó ở trong không khí nó bay vào, là nó giảm nhiệt độ sâu xuống là có thể là con chó nó sẽ bị lạnh bụng ngay. Lạnh bụng lâu là nó có thể nó phát sinh ngay cảm lạnh rồi này kia. Bởi vì con chó nó không chịu được cái thay đổi nhiệt độ chênh lệch. Nó không thích nghi được như người mình đâu. Như người mình mà như thế là đã có thể bị cảm rồi, nhưng mà bọn chó thì nó còn dễ bị hơn. Đó. Đây là em đực này, là em đực đang khỏe mạnh này. Còn em kia thì bị nôn rồi. Để kiểm tra cho nó xem nó như thế nào. Ok, thôi cho em vào nhá, cho em vào trong nhá. Cho em này vào trong, anh cầm cái que test ra đây test con kia xem nào, xem nó thế nào. Anh cầm cái que test ra để test con nôn kìa. Cho con này vào nhé. Vâng, anh cho con đấy vào đi. Em thì chờ đấy một tí nhá, để kiểm tra cho em xem thế nào. Chứ nôn ra kia là thấy nôn là qua đờm rồi. Mà nôn xong là mệt lắm nhỉ. Mệt lắm. Ok. Đó. Nhiều vấn đề phát sinh lắm. Cho nên là đấy mọi người thông cảm. Còn ai mà thích cho con của trại thì mọi người cứ theo dõi thôi. Lúc nào có cho con thì lúc đấy là mình sẽ báo, sẽ có video. Lúc nào bắt được thì lúc đấy sẽ có video.